thấy là thời buổi kinh tế khó khăn thì mình cần phải sử dụng đồng tiền thông minh hơn thôi em, chứ không có cái gì là nên hay là không nên ở đây cả. Chị thấy là đi học nâng cao thì sẽ có hai kiểu. Một là có những bạn cứ kỹ thuật nào cũng đi học, thấy kỹ thuật nào hay cũng đi học hết. Bây giờ loạn thị trường luôn, có quá nhiều các kỹ thuật khác nhau, rồi các tên gọi khác nhau, rồi rất là nhiều các thầy cô không biết học kỹ thuật nào và kỹ thuật nào. Cái việc là có một số bộ phận là cứ thấy cái nào hay cái nào hot là lao đầu đi học, nhưng mà tới lúc về làm không có hiệu quả, không hiệu quả thì lại bắt đầu đi học nâng cao thêm một thầy cô khác nữa. Cái này chị đánh giá là những người thừa tiền và bị thiếu căn bản. Bởi vì nếu như mà mình thực sự nắm chắc căn bản ấy, thì mình sẽ có cái nhìn rất là chính xác. Khi mà chúng ta nghe cái tên của kỹ thuật này, chúng ta cần tìm hiểu một chút thôi là chúng ta có thể biết được rằng cái kỹ thuật này thực sự nó có hay hay là không, để tránh cho chúng ta bị dắt mũi hay nói cách nặng hơn là như kiểu bị lừa gà bởi những cái kỹ thuật nghe tên quá mỹ miều. Nhưng mà bản chất đều là cần phải đưa mực vào trong da, cần phải tối ưu cái kết quả, cho nên về cơ bản là nó đều phải tuân thủ những cái nguyên tắc căn bản của phương xăm thì nó mới đạt được cái kết quả chung đấy. Chứ không thể nào mà muốn đạt một cái kết quả như thế này nhưng mà có trăm kiểu đi khác nhau được, trong cái kiểu đi đấy, trong kiểu kỹ thuật đấy, nó đều vẫn phải từ gốc, từ một cái căn bản để nó phát triển. Nên nếu như mà có căn bản thì thực sự là mình chỉ cần nhìn vào những cái kỹ thuật đó là mình có thể chọn lọc được kỹ thuật nào thực sự là có những cái cải tiến tốt để mình có thể học tập được những cái kinh nghiệm của những thầy cô đó với những cái kỹ thuật đó để mình về mình làm tốt hơn. Còn lại thì lại có một số bộ phận rõ là yếu thật nhưng mà không muốn đi học nâng cao. Nhiều khi là vì cái tâm lý cố hữu rằng là trời ơi, mình làm gì có khách đâu, bây giờ bỏ một đống tiền ra đi học nâng cao đi, về không có khách biết khi nào lấy lại được tiền. Nhưng mà đấy lại chính là cái vấn đề đấy, chính vì cái kỹ thuật của mình yếu quá cho nên mình làm khách xấu, đâu đẹp, không đẹp thì lấy đâu ra khách, lấy đâu ra có sự giới thiệu, đúng không? Ế mà đã ế rồi thì lại càng không có tiền, càng không có tiền lại càng không muốn đi học nâng cao, thì càng không học nâng cao cái tay nghề của mình lên thì mình lại càng yếu. Chung quy lại ở đây là gì, nếu như mà mình thực sự là chắc căn bản thì mình sẽ biết được là khóa học nào thật sự phù hợp với mình. Còn nếu như mà mình chưa thật sự cảm thấy mình chắc căn bản, mình làm những cái sản phẩm đến tối thiểu khách hàng người ta cũng không có thấy đẹp, không có thấy ưng, tốt nhất là mình nên đi học nâng cao để mình có được một cái căn bản vững chắc. Và đông khách nó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai là ngay hôm nay tôi làm đẹp, hôm ngày mai tôi có đông khách luôn, không có đâu ạ. Chúng ta sẽ phải tích tụ và gom góp từ từ, dần dần kiếm khách từ từ. Chúng ta hôm nay làm được một khách làm đẹp thì khách này tạm phải cần có thời gian để người ta đi quảng bá cái sản phẩm cho mình một cách tự nhiên. Người ta có thể không nói ra đâu nhưng tự nhiên khuôn mặt người ta đẹp, nó là một hình thức quảng cáo. Dần dần khách sẽ đông dần lên. Nên là làm cái gì thì cũng sẽ phải kiên trì, và chỉ có chính bản thân em mới biết là mình có thật sự cần đi học nâng cao hay không mà thôi. Mình có muốn thoát ra khỏi cái việc là mình đang yếu căn bản và thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn bằng khách và ế khách của mình, có thực sự quyết tâm hay không. Và khi học nâng cao về thì hãy tận dụng tối đa hết những cái kiến thức mà mình học được đấy để làm cho khách hàng đẹp hơn và thu hút được khách hàng hơn, thì mình mới thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy. Và khi mà mình có chắc căn bản rồi thì mình có một cái con mắt tinh tường hơn để mình tiêu tiền một cách đúng chỗ, biết được khóa học nào thật sự phù hợp với mình thì mình mới bỏ tiền ra đi học. Nên là không có câu trả lời chính xác cho cái chuyện là nên hay không nên, mà chỉ có lời khuyên là hãy sử dụng tiền của mình một cách thông minh, khoa học, và hãy dành đủ sự quyết tâm để bứt phá bản thân mình, thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nếu như mà em thực sự yêu thích không gian thẩm mỹ.